Mùa Trung thu 2021 năm nay, khách sạn Hà Nội xin giới thiệu hai bộ sưu tập bánh Trung thu thượng hạng, độc đáo, hy vọng sẽ là món quà yêu thích dành cho bạn và người thân yêu. Bánh Trung thu khách sạn Hà Nội của chúng tôi tự hào được làm thủ công ngay tại khách sạn với công thức tinh tế từ Hồng Kông, mang đến cho bạn bốn hương vị được yêu thích nhất. Vỏ bánh mỏng vàng óng bọc lấy lớp nhân bên trong với vị thơm, vị ngọt bùi của trứng, hương thơm dịu nhẹ của sen nhuyễn trắng hay vị mát của lá dứa, ngọt bùi của vừng đen và đậu đỏ. Bộ sưu tập Elegant là sự hòa quyện giữa nét đẹp truyền thống và đương đại của thời gian. Bộ sưu tập Garden được điểm nhấn bởi những bông hoa tinh tế, ôm trọn sự thanh bình bởi thiên nhiên. Với cách làm bánh Trung thu và các bí quyết riêng biệt khiến bạn nếm qua một lần sẽ nhớ mãi, hãy cùng đắm mình trong những tác phẩm kinh điển đặc trưng của khách sạn Hà Nội. Với 11 mẫu hộp bánh tiêu chuẩn và cao cấp, chắc chắn sẽ giúp bạn lựa chọn được món quà phù hợp nhất để có thể chia sẻ với gia đình và bạn bè trong dịp Trung thu đặc biệt này.